thưa quý vị, đây là chương trình y tế cộng đồng của tòa án Family Choice Health Services. Tòa án Family Choice Health Services là một tấm y tế Việt Nam mạnh nhất, lớn nhất và vững bền nhất trong quần cam. Hiện nay đang phục vụ hơn 70.000 thành viên qua những bảo hiểm như là Cal Optima Medical, Cal Optima One Care và mấy chương trình Medicare Advantage như là Blue Shield, United, Brand New Day và Central Health. Và có thêm một cái chương trình cho mấy người đi tự do Medi Medi là chương trình Family Choice ACO và Chronic Care Management. Xin quý đi lên mạng lưới familychoice.com tặng học hỏi thêm về tất cả mấy chương trình này. Bữa nay tôi rất là vui rất là có bác sĩ Lê Đức Trường Sinh kính chào bác sĩ. Xin chào bác sĩ xin chào quý vị khán thính giả. Dạ. Bữa nay cái đề tài mà bác sĩ Lê Đức Trường Sinh sẽ nói về đó là cái cái uh, bladder là cái túi mực ha đúng vậy. À, mà cái túi mực đó thì uh, nếu mà bị sạn hay bị mấy cái đó, đó thì nó có rất nhiều uh, nó đau và nó rất nhiều trục trặc ha đúng thành rồi. để mình bắt đầu mình nói để um, để bác sĩ lên để hỏi bác sĩ lấy đúng sinh cái mình bắt đầu từ cái nhẹ ha giống như là uh, họ nói là mình nó gọi là biliary colic là lâu lâu nó lâu lâu nó rem 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 ha đúng vậy thì cái bệnh mà có sạn ở trong túi mật là rất là thông thường à, một số lớn những người bị bệnh đó nhiều khi có bệnh mà không biết cho tới lúc nào mình có triệu chứng mà cũng không hẳn biết là mình là triệu chứng cái đó là cái gì mà nó làm cho nó đau bụng kỳ quá ha à, vừa mới đi ăn tiệm về ăn hình như phở phở bò mà hơi mỡ hơi nhiều rồi cái chừng nửa tiếng sau về tới nhà thì thấy nó đau rồi nó đau kỳ lắm nó đau chỉ ngâm ngẩm vậy thôi chứ không phải là nó đau kinh khủng nó đau nó khó chịu nhất là phía bên cái cạnh sườn ở bên tay phải rồi xong rồi có chút xíu oái mửa trong đó nữa và nóng sốt thì chưa có rồi người ta để ý thêm mình nữa thì cái đau nó, nó đi từng cơn một à, ví dụ nó lên năm phút cái nó ngừng xuống rồi chút xíu nó lại đau lại nữa và mỗi lần đau như vậy nếu người bệnh nhân mà người ta lanh trí người ta sẽ thấy nó đau từ bên cạnh sườn cái bên tay phải nhưng mà nó nó lan lên tới bả vai luôn ừ. đâu mà nằm trên bả vai chỗ này trong này là cái bắp thịt mà bắp nhưng mà thật sự là tại vì cái đường dây thần kinh đó ừ. và nó đi chung lẫn với nhau cho nên khi mà cái túi mật nó bị sưng hay là nó bị nó co thắt mạnh thì nó làm cho đau và cái đau nó chuyển lên tới bả vai cho nên khi mà các bác sĩ chúng tôi mà khám cái vị hoại bệnh nói đau nó ở chỗ nào nó có chạy đi chỗ nào hay không nó dạ tôi đâu có tập tành gì đâu không có chơi nhưng mà sao nó lên tới bên bên này cái đó là tiêu biểu là cái đau đó là của cái túi mật tại sao lại bị đau thì những cái lúc đó là những cái lúc trong túi mật mình giống như cái túi vậy nó có mấy hòn sạn như mấy hòn bi nằm trong đó và khi mình ăn mà thức ăn dầu mỡ nhiều đó thì cái túi mật nó phải bóp 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 để nó đưa cái mật ra ngoài ruột để mà biến hóa mấy cái uh, phở bò cho nên vì lý do mỗi lần nó bóp như vậy thì cái hòn sạn đó nó lợi dụng nó đi theo nó cố gắng nó đi ra ra khỏi cái túi mật để nó lọt vô trong cái, cái ống mật thì khi nó ra như vậy nó ra không được nó bị khựng lại rồi, nhưng mà túi mật cứ bóp cứ bóp cứ bóp thì mỗi lần bóp như vậy nó làm cho đau là tại vì nó đi không được nó nó ngẽn vô chỗ đó rồi và một thời gian sau cái hòn sản nó thôi chịu thua thôi không thuộc vô lại thì khi nó thuộc nó rớt qua lại trong cái túi mật thì hồi đó bệnh nhân không còn triệu chứng nữa hồi đó hết rồi tôi nói tôi đâu còn gì đâu từ ba lô về cũng được 10 ngày rồi đó không thấy gì hết như vậy chứ khám bệnh xong đi ra làm tôi phở lại đau lại nữa yeah. là tại vì túi mật nó phải bóp 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 để nó đẩy cái 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 hoàn sản nó đi ra ngoài mà khi nó ra nó kẹt nó yeah. làm cho mình đau mà cái phần thứ hai đó là bây giờ cái cái sản đó nó 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 không chịu thua nó tiếp tục nó dính đó nó dính đó nó không chịu chạy lại nó nó không nó không chịu trở Rồi. lại thì lúc đó mình sẽ thấy nóng sốt nó bắt đầu nó sẽ sưng lên phải không rất à. là trúng từ khi mà nó nó không nó thôi nó vui lại kỳ này nó cứng đầu nó kẹt luôn Đã. là cái cái ống mật thì là chừng này thôi mỗi cục sạn to vậy làm sao mà đi ra được khi nó ra nó nâng là cái kẹt luôn đi ngược lại không được thì khi nó kẹt như vậy nó làm cho cái túi mật nó sưng lên à, và khi túi mật mà nó sưng lên nó rất là đau khó chịu và lúc đó có thể bị nhiễm trùng rồi hồi đó mới nóng sốt run rẩy ói mửa hồi đó mới nó chết rồi kỳ này không phải là cái đau cái kiểu mà nhẹ giống như là 3 tháng trước kỳ này sao mà nó chịu không chịu được mà bây giờ mình còn ói mửa và cứ, cứ ôm cứ bụng cứ mà La hét mà khó chịu lắm là tại vì hồi đó cái túi mật nó bị sưng rồi, tại vì cái hòn sảng nó kẹt luôn, nó không có mở rộng ra để cho cái mật mình đi ra ngoài được. Dạ. Yeah. Và cái này cái này nó rất là đau, nó không phải là rem rem nữa. Vì hồi Bà, đó là đau liên tục á, đau liên tục á. Dạ. Kiểu giờ họ nói là từ 1 tới 10 đó, họ nói là 8 9 đó Đúng là... vậy, à, đúng. rất là trúng. Dạ. Yeah. Và nếu có mà... thêm nóng sốt nữa. Dạ, yeah, nóng yeah. sốt nữa. À nếu mà bị nhiễm trùng thì chắc chắc chắn là phải nóng sốt ha. Đúng à. vậy thì lúc đó đó thì bác sĩ Lê Đăng Trung Sinh khuyên khán giả sao bây giờ? Mình. thì những cái trường hợp đó mà nếu mà nếu mà có thể đi khám ở bác sĩ gia đình liền lập tức thì là cũng tốt thôi nhưng mà thông thường mà khi dù có khám trong phòng mà các bác sĩ chúng tôi cũng đề nghị là phải đi vô trong phòng cấp cứu để người ta làm một cái thử nghiệm người ta xem rà cái bụng làm cái ultrasound siêu âm xem coi coi là có quả thật là trong cái túi mật mình có sạn hay không rồi xem thử coi coi cái thành của cái túi mật nó có dày khi nó sưng nó sẽ dày lớn lên và làm một cái thử nghiệm đặc biệt nó gọi là dùng cái nó gọi là nuclear medicine chích thuốc vô cái nó sáng cái túi mật lên và nó thấy ủa túi mật thì sáng mà sao ống mật sao không thấy gì hết là tại cái cục sản đem chặn ngang cho đó rồi thì đó là những cái lối mà làm thử nghiệm hoặc là lấy máu xem coi coi cái bạch cầu có lên cao hay không thì chung với những cái triệu chứng những cái siêu âm và những cái chụp hình bằng nuclear medicine thì có thể giúp cho các bác sĩ chúng tôi định bệnh là chắc cái này có sảng ở trong túi mật bây giờ cái sản nó sưng lên rồi và phải giải quyết. Dạ. Thanh lúc mà à, trước khi mình nói về uh... Uh, cái cách mà mình trị cái này đó, thì để nói thêm một tí nữa là cái uh, đàn cho mấy quý vị biết cái cái mà uh, thí nghiệm mà bác sĩ Lê Đức Trường Sơn nói đó cái đó là cái HIDA scan ha đúng rồi. Đúng rồi. mình làm cái HIDA scan cái đó là gold standard ha đúng vậy uh, uh, nhưng mà nếu mà uh, không đau quá mà tới uh, bác sĩ gia đình thì Uh, bác sĩ Lê Đức xin khuyên bác sĩ gia đình làm sao giờ yeah, mình phải thử máu mình thử alkaline phosphatase mình thử GGT ha mình thử Đúng mấy vệ. cái đó yeah. Yeah. có làm như thử máu nhưng mà cái thử nghiệm máu đó là một hai ngày sau nó mới có. nó về liền yeah. chứ mình không có được nhưng mà nếu đi khám trong bác sĩ uh, phòng mạch của bác sĩ gia đình mà không có nóng số là cũng là một cái điều mừng rồi nhưng mà vẫn phải căn dặn là coi chừng ha về nhà phải coi chừng nếu mà nó nóng sốt hoặc nó làm cho ói mửa hoặc là cái đau nó kéo dài lâu hơn nó ra từng cơn nhưng mà bây giờ nó 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 liên tục luôn thì những trường hợp đó phải hết sức cẩn thận và nhiều khi các bác sĩ tôi nếu có giờ được thì có thể cho đi làm cái siêu âm để xem coi có quả thật để chứng minh là có sạn ở trong túi mật cái đã rồi đứng minh xem coi cái ống mật nó có bị nở lớn hay không và thông thường thì là có thể dặn dò tránh đừng có ăn dầu mỡ chiên xào đừng có ăn những cái đồ béo và uống thuốc đau nhức để cho nó 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 bớt đau. Thì có một số bệnh nhân sau khi có cái đó rồi họ về nó thôi. Giờ tôi tôi thấy khỏe, cảm ơn bác sĩ chữa xong xuôi hết rồi. Nhưng mà lúc nào mình cũng nên thận trọng dặn cho bệnh nhân là có thể sẽ bị trở lại. Dạ. Yeah. Yeah. Thì có thể như quý vị tới phòng mạch bác sĩ gia đình đó thì nếu mà bác sĩ gia đình nghĩ là không có bị nóng sốt mà không có đau quá à, có thể bác sĩ gia đình có thể dàn xếp đặng siêu âm ngay lúc đó, đúng cái vậy. bữa đó. Thì lúc mà siêu âm mà nó thấy mà trong cái túi mực mà có nhiều sảng quá hay là nó bị dính thì lúc đó mình gửi vô nhà thương được. Được à. vậy. Dạ. Có có những người mà đôi khi các bác sĩ chúng tôi đề nghị là tuy rằng là cái triệu chứng nó không có bao nhiêu nó mới có một lần à, nó nói lên cơn rồi nó đau hai ba cơn cái bây giờ nó dịu rồi bác sĩ ơi, bây giờ cả tuần nay tôi không có gì hết. Nhưng mà cái người đó nhìn vô á là tiểu đường. Nè, ừ. Rồi đường cao rồi hơi hơi mập mập phải phệ chút xíu, cao mở thì những cái trường hợp đó đó, đó là nó báo động trước cho các bác sĩ chúng biết là thế nào có một ngày nào đó nó sẽ nghẽn luôn và nó làm cho cái túi mật nó bị sưng. Mà nếu túi mật bị sưng ở một người tiểu đường rất là sợ là tại vì vấn đề chữa trị nó khó khăn là bị dễ bị nhiễm trùng. Dạ, như là của, hồi nãy của anh nói đó là có à, có bốn loại loại người mà bị phải không? Đúng vậy. Dạ thì có những người nào thực sự đó là sách vở hồi chúng tôi đi học y yeah. khoa thì người ta dạy là bốn à, chữ gọi là bốn chữ F à, F là đàn bà dễ bị hơn đàn ông là female số 2 nó khoảng chừng 40 tuổi à, 40 tuổi đó là coi như là dễ bị hơn rồi một cái nó gọi là những người nó gọi là further nghĩa là người ta sinh con đẻ cái nhiều lắm đó và một cái nữa là họ hơi mập bốn à, chữ Đấy. F đó <laughs> thì những người đó mà nhìn vô mà bệnh nhân ngồi trước mặt mà mập mà 40 tuổi mà đàn bà mà đẻ con nhiều mà đau Thôi khỏi nói khỏi làm gì Tôi biết đó là cái gì đó Sẵn trong túi mật không yeah. chạy đi đâu sai được hết yeah. Cảm ơn bác sĩ uh, Lê Trung Sinh Mình sẽ nói thêm về cái chuyện này vào tuần sau ha yeah. Và uh, cảm ơn bác sĩ uh, Lê Trung Sinh um, uh, Chương trình này uh, uh, sẽ air uh, lúc Tết Thành uh, ra tôi muốn chúc bác sĩ lê trung sinh uh, tết sức khỏe dồi dào mỗi trường như ý ha và cũng chúc cho quý vị uh, vui vẻ và tôi luôn luôn nhớ đó, tất cả mấy người ngày lễ uh, noel tết uh, tết tây uh, ba mẹ của tôi bác sĩ vân bác sĩ toản luôn luôn dạy tôi từ hồi tôi bé là nếu mình ăn ở hiền lành mà mình thương người thì sau khi đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp cảm ơn quý vị